đai một cái em mắc mệt rồi. Rồi hôm nay mình cố gắng mình làm cho nhanh nhanh bài tá sơ mi, hội nó lên đường nó mất công. Rồi tá sơ mi là gì thì ai cũng biết rồi ha. Tuy nhiên á, mình có mấy cái điểm mấu chốt như thế này. Tá sơ mi trên lâm sàng là một bệnh lý thuộc có hội chứng tan máu. Nó thuộc nhóm nguyên nhân gây ra hội chứng tan máu, và đặc điểm tan máu này ha là tan máu do bất thường của tế bào hồng cầu nha, do bất thường chính bản thân của tế bào hồng cầu, hay còn được gọi là nguyên nhân tan máu tại hồng cầu ha, tan máu do nguyên nhân tại hồng cầu. Bởi vì trong chương trình của mình thì mình không có học cái hội chứng tan máu. Tuy nhiên hội chứng tan máu á, thì mình sẽ có nó chia làm hai nhóm nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân tại hồng cầu, và nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân ngoài hồng cầu. Nguyên nhân tại hồng cầu có nghĩa là bản thân cái cấu trúc của hồng cầu nó bất thường, nó gây ra tan máu, gọi là nguyên nhân tại hồng cầu. Như vậy khi xét về nguyên nhân tại hồng cầu thì người ta sẽ xét thứ nhất là màng hồng cầu, thứ hai là thành phần hemoglobin, và thứ ba là enzyme trong hồng cầu. Như vậy thì tan máu trong tá sơ mi nguyên nhân là do bất thường tổng hợp chuỗi globin. Vì vậy cho nên nó thuộc nhóm nguyên nhân tại hồng cầu. Nhóm nguyên nhân ngoài hồng cầu có nghĩa là hồng cầu nó rất là bình thường nhưng mà nó bị tác động bởi những cái tác nhân từ bên ngoài, và do đó là nó sẽ gây hồng cầu, làm cho hồng cầu nó bị vỡ ha, là nguyên nhân ngoài hồng cầu nha. Thì đây là một trong các cái nguyên nhân tan máu, một trong các cái bệnh lý mà gây tan máu do nguyên nhân tại hồng cầu. Và trong cái nhóm nguyên nhân tại hồng cầu thì mình sẽ thấy là có màng hồng cầu nè, có tổng hợp hemoglobin nè, và có enzyme nè. Thì thật ra trong số các cái nhóm nguyên nhân này thì tá sơ mi và bệnh lý hemoglobin hay là biến thể hemoglobin là cái nhóm nguyên nhân phổ biến nhất ha, là nhóm nguyên nhân phổ biến nhất trong cái các nguyên nhân mà gây ra tan máu do nguyên nhân tại hồng cầu. Và đặc điểm của tan máu ở đây á, đặc điểm của tan máu ở đây là bẩm sinh và di truyền ha. Bẩm sinh có nghĩa là có từ nhỏ, có từ nhỏ là cái nguyên nhân gây ra đó đã có từ nhỏ rồi, nhưng mà cái việc mà nó có biểu hiện tan máu trên lâm sàng hay không thì nó phụ thuộc vào thể bệnh ha, và nó sẽ di truyền, nó sẽ di truyền cho thế hệ sau nha. Và đương nhiên là theo cái quy luật di truyền rồi ha, và đây là tuân theo quy luật di truyền của Mendel. Vì vậy cho nên mình nói là bắt buộc di truyền thế hệ sau, thì thật ra là có thể ha, mình có thể lựa chọn, không phải có thể lựa chọn mà có thể là xác suất tạo ra là thế hệ sau không có mang gen cũng là bình thường ha. Rồi như vậy thì bệnh lý hemoglobin hôm nay mình nói sẽ có bốn cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là mô tả quá trình hay là nhắc lại quá trình tổng hợp chuỗi globin và phân loại bệnh hemoglobin. Thì cái quá trình tổng hợp chuỗi globin thì các bạn tự xem lại trong học phần huyết học cơ sở trong bài huyết sắc tố nha. Mình sẽ không nhắc lại ở đây. Tuy nhiên các nội dung trong đó về tổng hợp chuỗi globin thì có thể sẽ hỏi nha. Đó phần này các bạn tự học nha. Phần thứ hai là về phân loại bệnh hemoglobin thì ở đây mình cũng sẽ nhắc lại. Mục tiêu thứ hai đó là trình bày cơ chế bệnh sinh của bệnh thalassemia. Mục tiêu thứ ba là chẩn đoán được các thể bệnh thalassemia và biến thể HBE. Tại Việt Nam thì biến thể hemoglobin phổ biến là chỉ có bệnh HBE thôi, còn các cái biến thể khác thì nó ít gặp ha, và rất là ít, rất là hiếm ha. Bệnh lý HBS hay HBC, HBD là hiện tại là tại Việt Nam mình chưa ghi nhận một ca nào ha. Rồi những cái bệnh biến thể hemoglobin khác ha, thì hầu như là người ta cũng không có ghi nhận, chỉ qua các cái nghiên cứu thôi nha. Mục tiêu số 4 là trình bày được các phương pháp điều trị bệnh hemoglobin nha. Thứ nhất mình nói qua về dịch tễ học, thì về đặc điểm dịch tễ học của nó thì đây là một bệnh lý di truyền đơn gen và nó thuộc nhóm phổ biến nhất trên thế giới, chỉ do tổn thương một gen thôi ha, do một cái gen định thôi. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới
thì năm 2000 từ 2001 cho tới bây giờ, thì từ năm đó là họ đã xác định là thalassemia là một vấn đề sức khỏe toàn cầu và ngày càng gia tăng, đặc biệt ở các quốc gia châu Á, và Việt Nam nằm trong quốc gia châu Á, cho nên các bạn biết nó như thế nào rồi ha. Và trên thế giới thì có khoảng 7% dân số thế giới mang gen bệnh, và hàng năm thì có khoảng từ 300.000 đến 400.000, thậm chí có một vài thống kê cho thấy là có thể lên đến 500.000 trẻ thể nặng được sinh ra mỗi năm. Và 90% trẻ thể nặng này thì lại được ghi nhận ở các nước có thu nhập thấp hoặc là thu nhập trung bình. Điều này không có nghĩa là ở các nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình á, thì bệnh lý nó dễ xảy ra hơn, hay là không phải. Ở đây á, thì điều đó không có nghĩa là ở các nước thu nhập thấp hoặc trung bình á, là cái bệnh lý này nó phân bố theo cái thu nhập, không phải. Nhưng mà đây là bởi vì là mình biết là đây là bệnh lý di truyền, vì vậy cho nên cái việc mà mình có thể kiểm soát được nó hay không thì phụ thuộc vào cái gọi là sự phát triển của cái y tế ở tại nước đó nữa ha, và các chương trình y tế. Ví dụ ở các nước giàu chẳng hạn, họ có thể là có các chương trình sàng lọc rất là triệt để, nhưng mà do điều kiện kinh tế của mình cho nên là mình chưa có phát triển các chương trình sàng lọc đó. Thì cụ thể tại Việt Nam ha, thì chuyên ngành huyết học truyền máu cũng đã rất là nhiều lần có những cái hội thảo cũng như là những cái đề xuất để có một cái chương trình sàng lọc cho các cái đối tượng sơ sinh về bệnh lý thalassemia. Tuy nhiên thì vẫn không được Bộ Y tế phê duyệt. Do đó mà cho tới bây giờ thì mình cũng không có một cái chương trình quốc gia để sàng lọc. Thì tại Việt Nam thì hiện nay là năm 2020, vào năm 2021 22 21, Viện Học Truyền Máu Trung ương có một cái nghiên cứu và người ta ghi nhận là có khoảng là 13% dân số mang gen bệnh trong cộng đồng, có nghĩa là một tỷ lệ rất là cao luôn ha, rất là cao ha. Và mỗi năm như vậy thì có khoảng 2.000 trẻ thalassemia được sinh ra. Và từ cái khảo sát của họ năm 2017 thì họ có một cái đề tài cấp nhà nước, và từ cái đề tài đó thì cái đề tài này thực hiện trên 27 tỉnh thành, và họ nghiên cứu trên 53 dân tộc Việt Nam, trên 53 nhóm dân tộc Việt Nam, và họ có những cái kết quả nghiên cứu. Thì thật ra đây là cái số liệu mà tôi chưa cập nhật cho các bạn, đó là sau cái nghiên cứu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thì họ nhận thấy là có những dân tộc nó không chỉ dừng ở mức độ 60% người dân cái cộng đồng nó mang gen bệnh, bởi vì các nghiên cứu này là thực hiện trong cộng đồng chứ không phải là thực hiện trên bệnh nhân, không phải thực hiện trong bệnh viện, cho nên là cái tỷ lệ mang gen này là nó của cộng đồng. Như vậy thì đối với một số dân tộc, thậm chí người ta ghi nhận là có khoảng 88,9% cái dân tộc đó là mang gen bệnh thalassemia, mang gen cái biến thể hemoglobin. Thì cái dân tộc mà được ghi nhận là gần 90% đó chính là dân tộc Rackley ở Tây Nguyên. Thì dân tộc Rackley này, bạn nào biết cái bài hát gì đó, cái gì giấc mơ chập. Thì các bạn sẽ thấy trong đó nói có đề cập đến dân tộc Rackley ha. Thì dân tộc Rackley, từ cái nghiên cứu của Viện Học Truyền máu Trung ương là nhận thấy có gần 90% là cái cộng đồng dân tộc đó là có mang gen. Tỷ lệ kinh khủng không? Rất là cao nha. Và một số cộng đồng mà là khoảng 60% thì đó là dân tộc Stiên ở Bình Phước ha. Dân tộc Stiên thì tỷ lệ khoảng 50-mấy%. Rồi. Và người ta ước tính chi phí điều trị cho một cái ca bệnh thalassemia thể nặng á, thì mỗi một đợt điều trị 10 ngày là khoảng 10 triệu đồng, và từ thời điểm mà sinh ra cho đến khoảng 30 tuổi thì tốn là khoảng 3 tỷ đồng. Như vậy thì thật sự là những cái người mà nghèo thì họ cũng không thể nào điều trị, đảm bảo một cái phác đồ điều trị đúng được ha. Và điều đó nó gây ra một cái khó khăn rất là lớn cho điều trị bây giờ. Có nghĩa là chút nữa các bạn sẽ thấy là mình có một cái phác đồ là điều trị truyền máu cho bệnh nhân thalassemia thể nặng. Như vậy thì với cái phác đồ đó họ sử dụng thì có thể là tạo điều kiện cho các cái tình trạng quá tải sắt cũng như là sự phát triển thể chất
quá tải sắt thì nó giảm đi, sự phát triển thể chất của bệnh nhân nó bình thường và giảm các cái biến chứng. Tuy nhiên nếu mà mình đạt được cái điều đó thì thật ra rất là tốn kém. Vì vậy cho nên thực tế bây giờ thì bệnh nhân điều trị không có theo phác đồ, hầu hết bệnh nhân là chỉ đến bệnh viện khi nào là họ, thứ nhất là họ có tiền, thứ hai là con của họ là thiếu máu đến mức mà không thể chịu được chẳng hạn, hoặc là bản thân bệnh nhân là người lớn rồi thì thiếu máu đến mức mà không thể chịu được thì họ mới đến để truyền máu, chứ không phải là truyền sớm. Cho nên nó rất là khó trong điều trị nha. Về phân loại bệnh hemoglobin thì dựa vào cấu trúc và sinh tổng hợp của chuỗi globin thì người ta chia làm hai nhóm bệnh này, mình nhắc lại ha, đó là hội chứng thalassemi và biến thể hemoglobin. Trong đó thì hội chứng thalassemi được định nghĩa là bệnh lý gây ra do giảm số lượng chuỗi globin. Như vậy thì trên lâm sàng mình nhớ hồi lúc mình học huyết sắc tố thì trong toàn bộ cuộc đời phát triển của một cá thể thì nó sẽ có 6, tổng cộng là 6 loại chuỗi globin. Như vậy trên nguyên tắc là mình sẽ có 6 cái loại bệnh thalassemi tương ứng với các cái chuỗi globin. Cứ chuỗi nào bị giảm sẽ gây bệnh thalassemi tương ứng. Tuy nhiên trên lâm sàng mình cũng biết là thời kỳ sau sinh thì hai cái chuỗi alpha và chuỗi beta là hai chuỗi chủ yếu. Do đó bệnh lý của alpha và beta thì nó mới gây ra các cái triệu chứng trên lâm sàng và đó bệnh nhân mới đến và được chẩn đoán. Còn những cái khác thì nó không gây ra triệu chứng cho nên không có được chẩn đoán. Vậy thôi ha. Vậy cho nên trên lâm sàng mình cũng chỉ ra chẩn đoán alpha và beta thalassemi mà thôi ha. Rồi về biến thể hemoglobin thì trên thế giới hiện tại người ta đã ghi nhận hơn 1.500 cái đột biến khác nhau gây ra các biến thể hemoglobin. Nhưng mà trong số đó thì cũng chỉ có một số là phổ biến thôi. Và tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á thì các bạn không thể không nhớ đó là bệnh lý HBE ha. Thì biến thể hemoglobin gây ra do gì? Thalassemi gây ra do giảm số lượng, thì biến thể hemoglobin gây ra do thay đổi cấu trúc của chuỗi globin. Và cái cấu trúc của chuỗi globin thì năm trước mình cũng đã học rồi, đó là cái chuỗi globin ở cái cấu trúc bậc 1 á ha. Thì trật tự của một axit amin trên đó nó bị thay đổi và nó sẽ dẫn đến cái sự hình thành cái chuỗi globin mới. Như vậy thì bệnh lý alpha thalassemi có nghĩa là bệnh nhân bị giảm tổng hợp chuỗi alpha globin, beta thalassemi là do bệnh nhân bị giảm tổng hợp chuỗi beta globin, đó không? Như vậy thì thay đổi cấu trúc của chuỗi globin, ví dụ như bệnh lý cấu trúc của chuỗi alpha thì nó sẽ làm thay đổi cấu trúc của chuỗi alpha, bệnh lý cấu trúc của chuỗi beta thì nó sẽ làm thay đổi cấu trúc của chuỗi beta. Và ba cái bệnh lý phổ biến nhất trên thế giới là HBS, HBE và HBC đều là bệnh lý cấu trúc của chuỗi beta nha. Vì vậy cho nên khi cái chuỗi beta này nó bị thay đổi cấu trúc thì nó không còn là cái chuỗi beta bình thường nữa, và do đó nó sẽ tạo thành một loại beta bất thường khác. Và cái chuỗi beta này khi kết hợp với alpha nó sẽ không tạo thành HBA bình thường mà nó sẽ tạo một thành cái loại biến thể hemoglobin này. Và người ta đặt tên biến thể hemoglobin này ban đầu là theo nguyên tắc là theo bảng chữ cái, nhưng mà sau đó thì có rất là nhiều biến thể được phát hiện ra cho nên chữ cái không đủ. Do đó sau này thì người ta đặt tên theo nguyên tắc là ở cái chữ cái đó, nhưng mà người ta sẽ gắn tên vào, người ta sẽ gắn vào cái địa danh nơi mà người ta phát hiện ra cái biến thể đó đầu tiên. Và sau đó, đó là cái thay đổi cấu trúc, cái cấu trúc của chuỗi globin bị thay đổi như thế nào thì người ta sẽ gắn vào đó ha. Như vậy thì bệnh lý hemoglobin Rồi, như vậy thì mình thấy là trên lâm sàng thì có thể là có những bệnh nhân chỉ bị những cái đột biến gây ra giảm số lượng thôi thì nó gây ra thalassemi, nhưng đồng thời cũng có những bệnh nhân đột biến cả hai cái loại đột biến và do đó nó gây ra một bệnh cảnh là thalassemi kết hợp với biến thể hemoglobin. Hoặc thậm chí là có những người bạn thấy vừa đột biến alpha vừa đột biến beta vừa gây ra biến thể HBE và nó tạo ra một thể phối hợp là alpha beta thalassemi kết hợp với HBE ha. Và nó kết hợp rất là nhiều ha, rất là nhiều trên lâm sàng tạo ra cái thể kết hợp. Và tại Việt Nam thì người ta thống kê là các cái thể bệnh phổ biến thì có 3 cái thể bệnh ha, đó là alpha thalassemi, beta thalassemi và HBE. Thì trong từng thể này mình sẽ có alpha có 4 thể ha, trong từng cái nhóm bệnh này mình có alpha có 4 thể là thể ẩn, là thể nhẹ, thể trung gian và thể nặng. Beta thalassemi có 3 thể là thể nhẹ, thể trung gian và nặng.
và HBE thì sẽ có thể dị hợp tử và thể đồng hợp tử ha. Như vậy về chẩn đoán thì đầu tiên đó là alpha thalassemia, thì các bạn chắc còn nhớ ha, cái kiểu gen của alpha là như thế này nè, alpha alpha sẹt alpha alpha, có nghĩa là đây ha, trên cái hình mà các bạn thấy là màu đen đen của có chữ alpha đây ha, có mỗi cái hình hình bầu dục có chữ alpha đây, thì đó chính là mỗi một cái hình này tương tự tương ứng với một gen alpha. Thì cái chuỗi alpha được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu của bốn cái gen alpha, mỗi hai gen nằm trên nhiễm sắc thể số 16, vậy cho nên trên mình có một cặp nhiễm sắc thể số 16, cho nên mình sẽ có hai gen alpha ha, à bốn gen alpha, và cái kiểu gen của nó sẽ như thế này, alpha alpha sẽ alpha alpha. Và cái bệnh lý alpha thalassemia trên lâm sàng nó được gây ra cho các cái đột biến gen làm mất đoạn gen alpha và nó làm mất cái gen alpha đi. Như vậy thì từ thể nhẹ đến thể nặng, từ thể ẩn đến thể nặng, thì mình sẽ thấy là thể ẩn là bệnh nhân bị mất một gen alpha, và thể này thì kiểu gen này được gọi là dị hợp alpha cộng ha, dị hợp tử alpha cộng nha. Cái trường hợp thứ hai là thể nhẹ, thể nhẹ khi bệnh nhân mất hai gen alpha, và khi mất hai gen alpha nó sẽ có hai vị trí, nó có hai cái trường hợp xảy ra. Thứ nhất là hai cái gen alpha cùng nằm trên một phía của nhiễm sắc thể ha, và trường hợp thứ hai là hai cái gen alpha này nó nằm ở hai bên nhiễm sắc thể ha, và hai cái di truyền này rõ ràng là khác nhau. Đối với lại cái di truyền bên trái, đối với trường hợp bên trái thì mình sẽ thấy là cái di truyền này là một bên cha mẹ không có một cái gen alpha nào cả, còn bên còn lại thì có đầy đủ hai gen alpha. Có nghĩa là cái hai cái gen này đều từ một phía thôi, của cha mẹ thôi. Có nghĩa là cha mẹ thì chỉ có một người có mang gen thôi. Trong trường hợp thứ hai là trường hợp bên phải thì mình sẽ thấy kiểu gen nó như thế này, có nghĩa là cả hai bên cha mẹ đều mất một gen alpha ha. Rồi thể trung gian, alpha thalassemia thể trung gian hay còn gọi là bệnh lý HBH, bệnh HBH ha. Thì thể này á, bệnh nhân mất 3 gen. Và như vậy thì trên một phía nhiễm sắc thể bệnh nhân mất 2 gen, một phía còn lại thì mất 1 gen ha. Do đó gây ra thể trung gian, hay nói cách khác là bệnh nhân chỉ còn lại đúng một gen alpha để làm khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi alpha mà thôi. Và thể nặng còn được gọi là bệnh lý HB Bax, thì ở thể này là bệnh nhân không còn một cái gen alpha nào cả, do nó không có gen alpha được tổng hợp nên ha. Cho nên bệnh cảnh lâm sàng rất là nặng, đây là thể nặng nhất trong tất cả các thể thalassemia nha. Với thể này thì bệnh nhân gần như 100% tử vong trong thai kỳ hoặc là ngay sau sinh, vài giờ sau sinh thôi nha. Với các biểu hiện lâm sàng rất nặng, đó là thiếu máu rất nặng, gan lách to nè, phù toàn thân nè, suy tim nè, tràn dịch đa màng nè. Và ở đây là tử vong trong thai kỳ, và nó tử vong khi mà nó đã lớn rồi, nó khoảng là nó phải tam các nguyệt thứ ba rồi, và có những trẻ là gần sinh ra khoảng tuần thứ 30 mấy ha. Như vậy thì mình sẽ thấy là nó gây ra thai chết lưu thôi, thai chết lưu, và do đó nó tạo một cái gánh nặng rất là lớn ha. Ví dụ nó sảy thai, có nghĩa là khi nó chưa được hình thành ha, nó chỉ là phôi thôi, thì khi nó sảy thai như vậy thì nó chưa được hình thành gì cả, cho nên thật sự thì cái đó nó không gây ra một cái nỗi ám ảnh nó lớn ha. Nhưng mà ở đây thì các bạn thấy là thai chết lưu, cái thai nó lớn rồi, cho nên nó gây ra một cái nỗi ám ảnh rất là lớn cho người mẹ ha. Đối với hai cái thể là thể ẩn và thể nhẹ thì mình sẽ thấy là, nhắc lại ha, là lâm sàng là không có triệu chứng lâm sàng nha, không triệu chứng lâm sàng. Và khi mà mình điện di hemoglobin để chẩn đoán thì điện di hemoglobin cũng nằm trong giới hạn bình thường, hay nói cách khác là mình không chẩn đoán được thể ẩn và thể nhẹ của alpha thalassemia bằng điện di hemoglobin nha. Mà nếu nói như vậy là điện di cũng không chẩn đoán được, như vậy thì làm sao mình biết trường hợp nào để mà mình có thể cho làm xét nghiệm tiếp theo? Đó là xét nghiệm gì? Đó là xét nghiệm phân tích DNA PCR để chẩn đoán đột biến gen alpha globin. Như vậy thì cái gì để có thể cho mình cái chỉ điểm? Thì như vậy mình nhớ là ha, hồi đó mình có nói đó là thay đổi trên công thức máu. Thì hai cái chỉ số rất là quan trọng trên công thức máu, nó có vai trò trong sàng lọc thalassemia và độ nhảy rất là cao khi kết hợp với nhau, đó là chỉ số MCV và hoặc MCH ha. MCV và hoặc MCH giảm, đó là một sự kết hợp mà có cái độ nhảy rất là cao trong sàng lọc thalassemia nha. Do đó bạn lưu ý điều này ha. Vì vậy cho nên là hai trường hợp này thì nó vẫn còn có cái chỉ điểm, đó là hồng cầu nhỏ nhược sắc, đặc biệt là trường hợp alpha không, mà alpha cộng thì có thể không có gì ha. Tuy nhiên alpha cộng khi mình bỏ sót nó mình cũng không có gây ra cái hậu quả nghiêm trọng gì ha. Rồi như vậy thì trong bốn cái thể của alpha thalassemia mình sẽ thấy là hai thể ẩn và thể nhẹ không có biểu hiện lâm sàng
Xin lỗi bạn. Alo. Alo. À, như vậy thì mình sẽ thấy là nó không có biểu hiện lâm sàng hai thể này. À, và cái thể thứ tư là thể nặng thì bệnh nhân tử vong gần như hoàn toàn trong bào thai. Do đó trong bốn thể của alpha thalassemia thì rõ ràng đã có ba thể không có chẩn đoán được, không thấy được, một thể thì chết luôn rồi lấy gì thấy, hai thể thì không có biểu hiện lâm sàng. Vì vậy cho nên ngày trước khi mà kỹ thuật sinh học phân tử chưa có phát triển thì người ta nghĩ là tỷ lệ alpha thalassemia nó thấp thôi, nó thấp hơn beta. Nhưng từ khi có sinh học phân tử, người ta chẩn đoán được cái thể ẩn, chẩn đoán được thể nhẹ nè, và chẩn đoán trước sinh được nè, để phát hiện ra những trường hợp thai nhi thể hemoglobin bạc nè, thì người ta thấy rằng là alpha thalassemia thật ra tỷ lệ nó cao hơn nhiều so với lại beta. À, so với lại beta. À, tuy nhiên thì trên lâm sàng cũng chỉ còn một thể duy nhất mà họ sẽ có triệu chứng lâm sàng và có nhu cầu điều trị, đó là bệnh lý HPH, là thể trung gian. Thì đối với thể này thì lâm sàng sẽ rất là đa dạng. Bệnh nhân alpha thalassemia mà thể trung gian này thì có thể có trường hợp là bệnh nhân chỉ thiếu máu nhẹ nhẹ thôi, thiếu máu nhẹ thôi, và hầu như là không có cần phải truyền máu. Nhưng mà ngược lại sẽ có những cái bệnh nhân cũng là alpha thalassemia thể trung bình, nhưng mà bệnh nhân lại có triệu chứng rất là nặng, biểu hiện lâm sàng thể hiện rất là sớm, trong vòng những năm đầu của cuộc đời luôn, và nhu cầu truyền máu suốt đời. À, cho đó là cái thể này thì nó rất là đa dạng ha, cũng giống tương tự như là beta thalassemia thể trung gian vậy. Và thể này là thể duy nhất còn có ở trên lâm sàng có nhu cầu điều trị và có bất thường trên công thức máu và trên điện di. À, điện di ghi nhận được thể này nha. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp điện di không có ghi nhận được ha, nghĩa là không có thấy bất thường. Rồi, đối với lại beta thalassemia ha, beta thì sao? Beta thì kiểu gen của beta như thế này ha. Nó chỉ có một gen trên nhiễm sắc thể số 11, đây là gen beta, à beta sẹt beta nha. Thì beta thalassemia cũng có ba thể: thể nhẹ, thể trung gian và thể nặng. Thì thể nhẹ là lâm sàng thì bệnh nhân thường không có thiếu máu, hoặc có thì sẽ thiếu máu nhẹ. Nó sẽ có thiếu máu nhiều hơn là trong alpha thalassemia nha. Và cái đặc điểm của beta mà nó khác với lại alpha đó là gì? Đó là cả ba thể này bệnh nhân đều còn sống, cho dù là thể nặng thì bệnh nhân cũng còn sống và được sinh ra một cách bình thường. Và sau đó mới thể hiện kiểu hình. Cái điểm khác biệt thứ hai đó là tất cả ba thể này đều có bất thường trên điện di hemoglobin. Điều này mình biết rồi ha, mình học đọc điện di rồi mình biết ha. Nó đều có bất thường hết, cho dù là thể nhẹ hay là thể trung gian, thể nặng đều có nha. Cho nên việc chẩn đoán beta thalassemia thì sẽ dễ hơn, rẻ tiền hơn, bởi vì mình không cần phải sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử ha. Rồi, về triệu chứng thì như mình đã nói là thể nhẹ thì không có thiếu máu, hoặc là thiếu máu nhẹ, và cũng có thay đổi trên công thức máu, có nghĩa là hồng cầu nhỏ hoặc là nhược sắc ha, và nhược sắc hoặc nhược sắc ha. Rồi, và điện di thì bất thường. Về thể nặng á, thể nặng là thể mà có đầy đủ các biểu hiện lâm sàng của một bệnh nhân nặng, bệnh nhân thalassemia thể nặng. Và lâm sàng của thể nặng, cái điểm quan trọng của thể nặng đó là lâm sàng của nó sẽ thể hiện trong năm đầu tiên của cuộc đời. Là trong vòng khoảng 5-6 tháng, lúc mà các bạn thấy là chuỗi beta nó phát triển lên, chuỗi beta nó trở thành cái chuỗi chủ yếu sau alpha thôi, thì mình sẽ thấy là lúc đó là khoảng tầm 5-6 tháng. Nè, thì lúc này bệnh nhân beta thalassemia thể nặng là sẽ không có chuỗi beta, không tổng hợp được chuỗi beta. Vì vậy cho nên nó sẽ có biểu hiện lâm sàng vào thời điểm này nha. Và cũng đó cũng là lý do tại sao mà trong thai kỳ thì nó không có, để nó tử vong trong thai kỳ. Bởi vì trong thai kỳ chuỗi beta tỷ lệ nó rất là thấp mà, cho nên nó mất đi thì nó cũng không sao. Nhưng mà ở thời kỳ sau sinh thì tỷ lệ nó cao, cho nên khi nó mất đi nó gây ra một cái hậu quả nghiêm trọng, mà nó gây ra biểu hiện nặng trên lâm sàng. Và như vậy thì cái điểm mốc quan trọng của thể nặng đó là biểu hiện lâm sàng của nó xuất hiện rất là sớm, và nó có nhu cầu truyền máu kể từ lúc đó và liên tục. Và các cái biểu hiện lâm sàng dần dần xuất hiện một cách đầy đủ. Và thể này được gọi là thể phụ thuộc vào truyền máu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bệnh nhân sống nhờ vào truyền máu, không có máu là sẽ chết, không được truyền máu là sẽ chết nha. Và có rất là nhiều biến chứng nghiêm trọng nha. Do đó trên sàn cái thể thalassemia mà còn sống mà nặng nhất chính là thể nặng này ha. Chính là thể nặng này nha. Rồi, thể trung gian, beta thalassemia thể trung gian được định nghĩa là
Là cái thể mà nặng hơn thể nhẹ và nhẹ hơn thể nặng. À, mình nghe định nghĩa vậy thì thật sự nó rất là gọi là hoài vốn ha. À, nhưng người ta định nghĩa như vậy là vì dựa vào cái nhu cầu truyền máu của họ. Thể nhẹ thì hầu như không có nhu cầu truyền máu. Trong một số trường hợp bệnh nhân có thể có, ví dụ như trong thai kỳ. À, trong thai kỳ thì tình trạng thiếu máu nó sẽ làm cho bệnh nhân thiếu máu nhiều hơn, và có thể là có một số bệnh nhân beta thalassemia có nhu cầu truyền máu. À, hoặc là trẻ con, trong trường hợp mà bệnh nhi nó bị nhiễm trùng á, thì tình trạng tán huyết của nó nhiều hơn và do đó nó có nhu cầu truyền máu. Còn bình thường là hầu như không có nhu cầu truyền máu ha. Thì thể nặng thì lại sống nhờ vào truyền máu, còn thể trung gian là cái thể mà thỉnh thoảng mới cần truyền máu thôi, cho nên người ta mới định nghĩa là thể trung gian là thể nặng hơn thể nhẹ và nhẹ hơn thể nặng ha. Và tương tự như anh phát sơ mi thể trung gian thì lâm sàng của beta cũng rất là đa dạng, và nó cũng thay đổi từ cái trạng thái là rất là nhẹ cho đến rất là nặng ha. Và cái sự thay đổi này, sự đa dạng này chính là do cái sự đa dạng về các cái đột biến gây ra beta thalassemia. Rồi về cận lâm sàng thì như mình đã nói rồi ha, như mình đã nói nãy là cho dù là thể gì thì cũng có bất thường trên điện di, đó là HbA2 hoặc là HbF tăng hoặc cả hai đều tăng. Và cái ferritin có thể tăng hoặc không, nếu là thể nhẹ nó sẽ không tăng ha, cái từ thể trung gian thường sẽ tăng. Bệnh nhân sẽ có MCV, MCH nhỏ nè, và tùy mức độ nặng thì nó sẽ có thiếu máu như thế nào. Đó là thalassemia. Bây giờ về biến thể hemoglobin thì như đã nói là có khoảng hơn 1.500 biến thể hemoglobin khác nhau được gây ra, và trong đó thì tại Việt Nam phổ biến đó là bệnh lý HbE. Thì HbE cách mà người ta viết như các bạn nhìn thấy ở đây ha, HbE alpha 2 beta 2 26 lu, điều đó có nghĩa là bệnh lý HbE này là bệnh lý cấu trúc của chuỗi beta, nó viết cái sự thay đổi này sát chuỗi beta mà. Và trong cái bệnh lý này thì vị trí số 26, vị trí acid amin số 26 của chuỗi beta là glutamic bị chuyển thành lysine. Thì khi nó thay đổi như thế này thì cái chuỗi beta này không còn là beta bình thường nữa mà là trở thành beta e, và beta e khi kết hợp với alpha nó sẽ tạo ra HbE ha. Thì HbE nó sẽ có hai thể, đó là thể dị hợp tử và thể đồng hợp tử. Thì cho dù là thể dị hợp hay là đồng hợp tử ha, cho dù là thể dị hợp tử hay đồng hợp tử thì thường bệnh nhân cũng hầu như không có biểu hiện lâm sàng, hoặc là thiếu nhẹ thôi, do đó bệnh nhân cũng không có cần phải điều trị gì, không điều trị gì. Tuy nhiên người ta thấy một cái tỷ lệ rất là lớn là tại Việt Nam thì bệnh lý HbE sẽ có phối hợp với lại beta thalassemia, và bởi vì nó phối hợp cho nên là beta thalassemia là một bệnh lý giảm tổng hợp chuỗi beta, thì nó giảm tổng hợp chuỗi beta, bệnh lý HbE nó lại cũng giảm tổng hợp chuỗi beta nhưng mà giảm một phần ít thôi. Nhưng mà khi cả hai cái này nó kết hợp lại với nhau thì nó sẽ gây ra giảm nhiều hơn, do đó khi HbE kết hợp với beta thì sẽ làm cho beta nặng hơn nha. Còn HbE đơn thuần thì hầu như là bệnh nhân không có nhu cầu truyền máu ha. Rồi những thay đổi trong beta thalassemia thì cho dù là dị hợp hay đồng hợp gì thì điện di mình cũng đều phát hiện ra nha. BT thì có thể bình à, xin lỗi ferritin có thể bình thường hoặc tăng ha. Bệnh nhân có thể thiếu máu hoặc không ha. Thể đồng hợp tử thì thường thiếu máu, nhưng thể dị hợp tử thì thường có thể không có thiếu máu ha. MCV và MCH giảm nhưng mà giảm ở đây là mình lấy dưới mốc mốc dưới dưới 85 ha. Sẽ có những trường hợp dưới 85, có nghĩa là nó trên 80 nha. Rồi về điện di nó xuất hiện như thế nào thì cái này các bạn biết rồi ha. Rồi thì khi nó phối hợp này, thể phối hợp là nó phối hợp hai cái đột biến. Thứ nhất là đột biến gây ra thay đổi cấu trúc của chuỗi beta, đó chính là HbE, và thứ hai là gây ra cái đột biến gây ra giảm số lượng chuỗi beta là gây ra beta thalassemia, cho nên nó tạo thành thể phối hợp. Và cái thể phối hợp này trên lâm sàng thì biểu hiện lâm sàng của nó sẽ tương đương từ thể beta thalassemia trung gian đến beta thalassemia thể nặng. Có nghĩa là nếu một mình beta thế này đó là thể nhẹ nè, khi nó kết hợp với HbE nó sẽ trở thành thể trung gian và thậm chí là trở thành thể nặng. Và do đó thì bệnh nhân thiếu máu từ trung bình đến nặng nè, hồng cầu nhỏ nhược sắc nè, ferritin tăng nè. Và trên điện di thì mình sẽ thấy là HbE trên 35% và HbF sẽ tăng cao. Như vậy tóm lại thì các thể bệnh hemoglobin phổ biến tại Việt Nam sẽ bao gồm alpha thalassemia, beta thalassemia và HbE nha. Bây giờ mình sẽ sang cái phần nói về cơ chế bệnh sinh và biểu hiện lâm sàng của thể nặng. Thì trong cái hình cơ chế bệnh sinh này các bạn hơi nhỏ ha, các bạn cố gắng xem ha.
Thứ nhất, cái góc bên trái đây, trên cùng đây, mình có chữ normal này ha. Thì đây là một cái tế bào có nhân, phải không? Và người ta ghi đó là normal erythroblast. Đây là một nguyên hồng cầu bình thường. Thì trong một cái nguyên hồng cầu bình thường thì nó sẽ xảy ra quá trình biệt hóa, và như vậy thì nó sẽ tổng hợp hemoglobin lên. À, trong tổng hợp hemoglobin thì nó sẽ liên quan tới việc hem gắn với lại chuỗi globin. Vậy thì nếu như các bạn mắt sáng, các bạn có thể nhìn thấy ở đây người ta ghi là HBA này ha. Với cái cấu trúc là alpha 2 beta 2 thì mình sẽ thấy được là hai cái chấm màu vàng và hai cái chấm màu đỏ nha. Hai chấm màu vàng, hai chấm màu đỏ có nghĩa là có hai cái chuỗi alpha kết hợp với hai chuỗi beta. Đó là một cái tế bào nguyên hồng cầu bình thường. Thì tế bào nguyên hồng cầu này nó bình thường, nó sẽ biệt hóa thành một tế bào hồng cầu bình thường, normal red cell. Như vậy thì sang cái mũi tên bên phải đây thì mình sẽ thấy là cái việc tổng hợp chủ beta nó giảm trong beta thalassemia. Cái cơ chế trong người ta giải thích trong beta thì khi mà tổng hợp chủ beta giảm thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là chuỗi alpha nó sẽ thừa một cách tương đối. Là bởi vì sao? Bởi vì chuỗi beta bị giảm thôi mà, chứ alpha đâu có bị dư đâu. Alpha nó bị tăng đâu, alpha nó vẫn sản xuất bình thường, nhưng chính vì beta giảm cho nên alpha nó bị thừa. Như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khi chuỗi alpha nó bị thừa? Thì mình sẽ thấy sang cái hình nguyên hồng cầu thứ hai nè, là abnormal erythroblast. Thì ở đây á, thì cái nguyên hồng cầu này nó trở thành nguyên hồng cầu bất thường, là bởi vì mình sẽ thấy là có những cái chuỗi màu vàng không có chuỗi màu đỏ gắn, hoặc là ngược lại có những cái chuỗi màu đỏ dư thừa ở đây, dư thừa ở chuỗi màu đỏ ở đây. Thì điều đó có nghĩa là cái chuỗi alpha mà nó không, nó cái beta thalassemia bệnh nhân bị giảm chuỗi beta cho nên alpha thừa, thì alpha này nó không có chỗ để nó gắn cho nên nó lắng động lại trên bề mặt hồng cầu của bệnh nhân thalassemia. Nó vẫn gắn với một số cái chuỗi gamma và chuỗi delta khác nhưng nó vẫn còn thừa, và những này nó không hòa tan được và nó sẽ lắng động trên bề mặt hồng cầu của bệnh nhân beta thalassemia. Và cái nguyên hồng cầu này nè, hồng cầu còn nhân này nè, thì khi nó bất thường như thế nó có thể bị vỡ ở trong tủy xương á. Và khi nó vỡ trong tủy xương nó sẽ gây ra một cái hậu quả là tạo hồng cầu không hiệu quả. Thì vỡ trong tủy xương các bạn thấy người ta ghi không? Most erythroblast die in bone marrow, die in bone marrow nha. Và như vậy thì tạo ra cái ineffective erythropoiesis, là tạo hồng cầu không hiệu quả. Thì khi hồng cầu tạo không hiệu quả có nghĩa là nó giảm tạo hồng cầu, và do đó đây là một cơ chế gây ra thiếu máu trong thalassemia. Và cái hiện tượng tán huyết này là tán huyết cả các nguyên hồng cầu trong tủy xương nha. Rồi cái cơ chế thứ hai nữa là các cái nguyên hồng cầu bất thường này nó có thể trưởng thành là few abnormal red cell, nó vẫn còn tồn tại và nó sẽ trở thành hồng cầu trưởng thành. Lúc này thì hồng cầu trưởng thành này nó cũng bất thường, nó cũng bất thường bởi vì cái chuỗi alpha nó lắng động, cho nên nó sẽ tạo ra cái gì? Nó sẽ gây ra cái hình ảnh hồng cầu nhỏ nhược sắc. Và khi cái hồng cầu này bất thường đi qua cơ quan của hệ thống võng nội mô thì đại thực bào nó sẽ bắt giữ và nó tiêu hủy cái hồng cầu bất thường này đi. Và nó, do đó nó cũng sẽ gây ra cái cơ chế là nó cũng gây ra tán huyết ở trên lâm sàng. Và hậu quả cuối cùng của tán huyết ở ngoài ngoại biên đó là nó làm cho thiếu máu. Như vậy thì sẽ có hai cái cơ chế gây ra thiếu máu trên bệnh nhân thalassemia. Thứ nhất là tạo hồng cầu không hiệu quả, và thứ hai đó là tán huyết ở ngoại biên ha. Như vậy thì tạo hồng cầu trong alpha và beta thalassemia thì người ta nhận thấy là trong beta thalassemia cơ chế chủ yếu là do tạo hồng cầu không hiệu quả, còn trong alpha thì lại do tán huyết ngoại biên ha. Nhưng mà cả hai thì đều có hai cơ chế, nhưng mà chỉ là cơ chế nào nổi trội lên thôi, và nó gây ra một cái hậu quả trên lâm sàng đó là thiếu máu. Và thiếu máu ở đây thì không phải là do thiếu dinh dưỡng, không do thiếu chất gì hết, cho nên là sẽ không có bổ sung cái gì để tạo máu được, mà chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là thay thế các hồng cầu bị vỡ bằng những hồng cầu được đưa vào từ bên ngoài, hay nói cách khác là truyền máu. Như vậy thì khi mà thiếu máu thì mình sẽ thấy là cái khả năng vận chuyển oxy của nó đến các mô sẽ giảm, và thiếu hồng cầu mà, cho nên nó thiếu oxy ở mô. Và khi mô thiếu oxy thì nó sẽ làm cho mô thận nó thiếu oxy, thì các mô thiếu oxy thì thận cũng sẽ thiếu oxy. Và khi đó khi nó thiếu oxy nó sẽ tăng tiết erythropoietin, và khi erythropoietin được tăng tiết thì nó sẽ kích thích tủy xương tăng tạo hồng cầu, cũng như là kích thích các cơ quan tạo máu khác tăng tạo hồng cầu. Mà thật ra thời kỳ sau sinh thì chủ yếu là tủy xương đấy,
Tuy nhiên người ta vẫn thấy là trong tá sơ mi nếu mà thể nặng á, thì người ta sẽ thấy là nó kích thích luôn cả các cơ quan tạo máu ngoài tủy xương, bởi vì thật ra lúc đó thì trẻ nó còn nhỏ, cho nên các cơ quan tạo máu ngoài tủy xương như là gan, lách đôi khi nó vẫn còn tạo máu, hoặc là nó mới dừng tạo máu đó thôi, thì như vậy nó sẽ bị kích thích quay trở lại để nó tạo máu ha. À, cho nên mình sẽ thấy ở đây ha, khi tủy xương nó tăng tạo máu lên, tăng tạo máu lên, làm việc nhiều lên thì nó sẽ bị phì đại lên, nên nó giãn rộng ra ha, giãn rộng ra, marrow expansion ha, expansion có nghĩa là tủy xương nó nở rộng ra, giãn rộng ra, và như vậy thì nó sẽ gây ra biến dạng xương ha, skeletal nè ha, deformity ha, biến dạng xương, và các bạn thấy là nó sẽ tạo ra vẻ mặt điển hình của bệnh nhân thalassemia nha. Rồi, như vậy thì cái tạo hồng cầu, cái gì tăng tiết erythropoietin nó sẽ gây ra biến dạng xương như vậy ha. À, và mình sẽ thấy là cái thiếu máu này không có điều trị được bằng cách nào khác, chỉ có thay thế cái hồng cầu mà của bệnh nhân bị vỡ đi bằng hồng cầu được đưa vào thôi. Như vậy thì bệnh nhân sẽ được điều trị bằng truyền máu, có nghĩa là thiếu máu này chỉ được điều trị một cách duy nhất, đó là truyền máu thôi nha. À, khi truyền máu vào như vậy thì nó sẽ làm giảm cái thiếu oxy ở mô, đúng không? À, do đó nó sẽ giảm kích thích tủy xương tạo hồng cầu. À, và đây là một trong cái lý do tại sao mà sau này á, là mình sẽ sử dụng một cái mốc truyền máu khá là cao. Rồi, như vậy thì mình sẽ thấy là khi mà bệnh nhân nhận máu, máu được đưa trực tiếp vào trong máu à. Như vậy thì mà hồng cầu á, thì sẽ chứa là nơi mà chứa nhiều sắt nhất. Vì vậy cho nên khi mình truyền máu có nghĩa là mình đưa sắt vào trong máu một cách trực tiếp. Và do đó thì cái điều kiện để sắt tăng lên rất là nhanh ha. À, và do đó dẫn đến cái hậu quả là quá tải sắt. À, quá tải sắt ban đầu thì nó chỉ là ở trong cơ quan dự trữ thôi, nhưng sau đó thì làm sao mà chứa đủ, cho nên nó cứ cơ quan nào cũng nhét sắt vô hết, chỗ nào cũng lắng động sắt hết, nó tổn thương đa cơ quan do quá tải sắt ha. Rồi, à, như vậy thì mình sẽ thấy là truyền máu là một cơ chế làm cho bệnh nhân thalassemia quá tải sắt. Cái cơ chế thứ hai đó là gì? Đó là khi bệnh nhân thiếu nguyên liệu ha. À, thì như vậy nó sẽ kích thích tạo hồng cầu. Và kích thích tạo hồng cầu thì nhu cầu các nguyên liệu tạo máu sẽ tăng lên, do đó nó sẽ tăng hấp thu sắt ở ruột. À, và sắt bệnh nhân đã tăng rồi, bây giờ còn hấp thu sắt ở ruột, thì đây là cơ chế thứ hai làm cho bệnh nhân thalassemia quá tải sắt. Thì đây là cơ chế bệnh sinh của bệnh thalassemia. Và trên hình này thì các bạn thấy là những cái biến chứng xảy ra trên thalassemia ha, do truyền máu nè. À, thì lây nhiễm các tác nhân lây bệnh qua đường truyền máu là một nè. À, bệnh nhân bị xương sọ giãn rộng ra biến dạng xương nè, rồi bị lắng động sắt ở tuyến yên gây suy tuyến yên nè. À, lắng động sắt ngoài da tăng sắt tố da nè. Bệnh nhân bị lắng động sắt ở tuyến giáp nè, gây ra nhược giáp nè. Bệnh nhân lắng động sắt ở tuyến cận giáp gây ra nhược suy cận giáp nè. Rồi gây ra lắng động sắt ở cơ tim, gây ra bệnh lý cơ tim nè. Ở phổi thì gây tăng áp phổi nè, huyết khối nè. Rồi các cái bất thường tế bào ha. À, kèm theo các cái cytokine được tiết ra làm cho bệnh nhân cái tế bào nó bị bất thường vậy ha. Rồi quá trình viêm ha. À, cho nên nó sẽ xảy ra cái tăng huyết khối, nguy cơ huyết khối tĩnh mạch. Rồi bệnh nhân quá tải sắt ở gan, rồi nó sẽ xuất hiện những cái tạo máu ngoài tủy xương, rồi vân vân ha, rất là nhiều. Bạn thấy là các tuyến khác nó cũng bị suy nè ha. Khi bệnh nhân bị suy tuyến yên, nó sẽ giảm tiết ra hormone GH và hormone tăng trưởng giảm, cho nên làm cho bệnh nhân sẽ có cái chậm phát triển về thể chất ha. Rồi bệnh nhân sẽ bị suy tuyến sinh dục do quá tải sắt ứ sắt ở đây nha. Do nó suy tuyến sinh dục thì sẽ dẫn đến chậm thị thi và thậm chí là không dậy thì nha. Rồi tổn thương xương vân vân nha. Mình sẽ thấy có rất rất là nhiều cái biến chứng do quá tải sắt ha, do truyền máu. Quá tải sắt là nguyên nhân là biến chứng của truyền máu. Như thì khi quá tải sắt nó gây ra tổn thương các cơ quan rất là nhiều ha. Rồi. Đây là một số hình ảnh về biểu hiện lâm sàng có thể nặng. Các bạn có thể thấy bệnh nhân thiếu máu, vàng da, tán huyết mà, cho nên vàng da, vàng mắt ha. Rất rõ ha. Thứ hai là gan lách to ha. Bệnh nhi này thì đã được cắt lắc rồi, bây giờ nó gan nó to lên như thế này ha, rất là nguy hiểm ha. Gan lắc to
Rồi biến dạng xương mặt nè, bú chẩm, à xin lỗi bú trán, chẩm, đỉnh, chỗ nào cũng nhô lên hết. Rồi vẽ mặt phá sơ mi luôn, nó gây biến dạng cả xương hàm ha, và dẫn đến cái vẻ mặt điển hình của bệnh nhân thalassemia. Rồi xương sọ nó cũng sẽ giãn rộng ra, do đó khi chụp x-quang xương sọ thì người ta thấy là cái bản xương nó mỏng ha, và nhìn nó giống như ở đây mình thấy giống như là những cái sợi lông màng chải, cho nên người ta gọi là tủy rộng viền màng chải ha. Và vẻ mặt của bệnh nhi thalassemia này nè, thể nặng ha, ở nước ngoài ha, bệnh nhi người nước ngoài nó cũng giống như của Việt Nam nha. Rồi đây bệnh nhi của mình ha, các bạn thấy gan lách to kinh khủng không, gan to lấn qua bên này, lách to tuốt xuống dưới. Bệnh nhi này là chậm phát triển thể chất nè, nó mười mấy tuổi, 5 tuổi, chiều cao có tí tẹo nè. Rồi sạm da chứ ứ sắc, đây là biểu hiện tăng sắc tố ngoài da nè. Đó là các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân thalassemia thể nặng, là beta thalassemia thể nặng hoặc là beta kết hợp với HBE nặng. Bây giờ đối với alpha thalassemia, mình sẽ thấy là thể nặng của alpha thalassemia thì bệnh nhân như mình đã nói là cái bào thai sẽ tử vong trong bào thai, hoặc là chỉ sau vài giờ sau sinh thôi thì nó cũng sẽ tử vong với rất là nhiều cái thay đổi ha. Nhau thì phù to lên thế này, người ta gọi là phù nhau thai, tràn dịch đa màng, suy tim, suy các cơ quan vì lý do là nó không có đủ oxy, mô bào thai thiếu oxy rất là dữ dội. Nhưng mà khi nó kích thích như vậy, nó tạo ra một cái hồng cầu mới, thì hồng cầu này cũng không có chuỗi beta, vì vậy cho nên hemoglobin nó sinh ra toàn là hemoglobin bất thường thôi, và nó không có đảm nhiệm được cái nhiệm vụ vận chuyển oxy, cho nên là cái bào thai thì thiếu oxy rất là nặng ha. Rồi về điều trị thì ở đây mình nói chủ yếu là về điều trị thể bệnh nặng nha, thể bệnh nặng ha, hay có khác là thể phụ thuộc vào truyền máu ha. Thì thể bệnh nặng nãy giờ mình nói là sẽ có là beta thalassemia thể nặng ha, beta phối hợp với HBE nặng nha. Còn những thể khác đó là HBH là alpha thalassemia thể trung gian, nó nằm ở mức trung bình thôi nha. Rồi như vậy thì với điều trị thể nặng, thứ nhất mình sẽ có điều trị triệu chứng, truyền máu nè, thải sắt, cắt lách khi có chỉ định, hoặc là điều trị biến chứng nếu có nè. Thứ hai là điều trị nguyên nhân. Điều trị nguyên nhân thì nguyên nhân là do bệnh nhân bị đột biến gen globin, vì vậy cho nên là cái điều trị mà triệt để gọi là điều trị đúng nguyên nhân đó, thì đó là chính là gen, liệu pháp gen, là người ta sẽ thay thế cái gen bệnh bằng gen bình thường. Thì đó là một cái điều mà sẽ rất là khó để tiếp cận ha. Rồi và hoặc là có thể thế một phương pháp khác có thể được xem là điều trị khỏi bệnh, đó là ghép tế bào gốc tạo máu. Thì thật ra ở bệnh nhân thalassemia thì hiệu quả ghép không có cao, bởi vì bệnh nhân có truyền máu nhiều nè, bệnh nhân có ứ sắc nè, cho nên cái hiệu quả của điều trị ghép nó không có cao. Và một số cái điều trị mới mình chỉ nói qua thôi. Rồi thứ nhất là về điều trị thì điều trị truyền máu. Trong thalassemia thì hai cái vấn điều trị chính đó là truyền máu và thải sắt. Thứ nhất là truyền máu, thì người ta đặt ra mục tiêu của truyền máu là gì? Mục tiêu là duy trì đời sống và chức năng hồng cầu trong quá trình lưu trữ để đảm bảo vận chuyển đủ oxy. Như vậy thì cái chế phẩm máu được chọn là chế phẩm chứa hồng cầu là một. Cái thứ nhất, cái thứ hai là làm sao để duy trì được đời sống của hồng cầu được thật là dài, với một cái lượng lớn hồng cầu, ví dụ như trên 75% hồng cầu được sống, và quá trình lưu trữ nó làm sao để cái thời gian sống của nó dài ha, và để đảm bảo vận chuyển đủ oxy. Vì vậy cho nên là cái hồng cầu được chọn sẽ là các cái hồng cầu được khuyến cáo là các hồng cầu mới lấy, có nghĩa là được lấy từ người cho máu ha. Thường thường thì ở ngân hàng máu họ sẽ phát máu theo cái hạn sử dụng. Đối với những chế phẩm nào mà nó gần hết hạn thì ta sẽ phát trước, chứ ai đâu mà phát cái mới trước, đúng không các bạn ha? Cho nên cái điều này thật sự tại Việt Nam cũng rất là khó ha, rất khó. Mình cũng có nói chuyện với lại bên đó nhưng họ thật sự là khó triển khai. Rồi và vì vậy cho nên tốt nhất là mình lấy cái hồng cầu mà có đời sống nó càng dài càng tốt ha. Và tránh các cái tác nhân gây hại do truyền máu, chính là các cái tác nhân truyền nhiễm. Thì cái này thì là vai trò của ngân hàng máu rồi, bởi vì họ sẽ phát triển các kỹ thuật làm sao cho cái việc sàng lọc nó có thể sàng lọc được nhiều nhất có thể.
Cái tiếp theo là làm sao truyền máu để hạn chế nguy cơ sinh kháng thể đồng loài hả? À, hay nói cách khác là kháng thể kháng tiểu cầu thôi, mình nói đơn giản kháng thể kháng tiểu cầu thôi, à, xin lỗi kháng hồng cầu thôi, bởi vì là khi mà bệnh nhân thalassemia nhận máu thì mình chỉ định nhóm máu hệ ABO và hệ RH thôi, và hệ RH mình chỉ định đúng một kháng nguyên là H kháng nguyên D, còn lại thì hệ RH còn rất là nhiều kháng nguyên khác, trong đó thì có những cái kháng nguyên mà có tính sinh miễn dịch cao như là kháng nguyên C lớn C nhỏ nè, E lớn nè, kháng nguyên E nhỏ nè, thì những kháng nguyên này á thì nếu như mà mình truyền không phù hợp á thì nó sẽ có nguy cơ gây ra các cái kháng thể, và nếu như lần sau mà gặp lại nữa thì kháng thể gặp cái kháng nguyên nó sẽ kết hợp với nhau và nó sẽ gây hủy cái phức hợp đó, vì vậy cho nên là hiệu quả của truyền máu nó sẽ kém đi. Do đó làm sao mình có thể hạn chế được nguy cơ sinh kháng thể đồng loài, à, đó là một trong các mục tiêu điều trị truyền máu trên bệnh nhân thalassemia thể nặng nha. Rồi về chỉ định thì sẽ như thế nào? Chỉ định thì người ta có thể dựa vào tiêu chuẩn sau đây ha. Thứ nhất là chẩn đoán xác định thalassemia đã. Cái thứ hai là hemoglobin của bệnh nhân giảm dưới 7 gram trên lít là nặng á ha, trong 2 lần xét nghiệm liên tiếp và cách nhau trên 2 tuần. Như vậy thì có thể là lần đầu tiên dưới 7 gram, nhưng sau đó ha, lại dưới 7 gram nữa 2 lần trên 2 tuần. Và một điểm đặc biệt người ta lưu ý là khi mà mình xét nghiệm hemoglobin này á, nó là giảm thì nó phải nằm ngoài giai đoạn nhiễm trùng nha. Bởi vì khi mà nhiễm trùng như vậy thì hemoglobin nó cũng sẽ giảm, do là bệnh nhân bị tán huyết trong quá trình nhiễm trùng á. Rồi, tiêu chuẩn thứ hai là nếu như bệnh nhân hemoglobin trên 7, không đạt dưới 7 thì phải có kèm theo các biểu hiện như là biến dạng xương mặt nè, chậm phát triển nè, gãy xương nè, hoặc là tăng tạo máu ngoài tủy xương nè. Thì nếu như bệnh nhân có những cái biểu hiện này thì không cần hemoglobin trên dưới 7 nữa. Về chế độ truyền máu thì thứ nhất là loại chế phẩm mình chọn sẽ là khối hồng cầu, và đặc biệt là nếu mà để giảm thiểu cái tai biến cho bệnh nhân thalassemia thì người ta sẽ chọn khối hồng cầu đó lọc bạch cầu. Thì cái bạch cầu được lọc thì trong học phần trước mình có giới thiệu qua, đó là họ lọc bằng một là sử dụng phương pháp Oficode để sản xuất khối hồng cầu thì nó cũng sẽ lọc bất được bạch cầu. Hai là mình sử dụng bộ lọc, tuy nhiên hạn chế của sử dụng bộ lọc là nó mất tiền. Rồi, cái điểm quan trọng mà cần các bạn phải nhớ trong chế độ truyền máu thể nặng nha, thalassemia thể nặng đó là gì? Đó là cái ngưỡng hemoglobin trước truyền máu 9 đến 10,5 gram trên decilit. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bình thường, đối với lại các trường hợp thiếu máu bình thường khác thì các bạn sẽ truyền máu nếu như bệnh nhân có hemoglobin dưới 7 hoặc là dưới 8. Nhưng đối với thalassemia thể nặng thì ở đây người ta khuyến cáo là khi hemoglobin từ 9 đến 10,5 gram trên decilit là bệnh nhân thalassemia nặng đã có nhu cầu truyền máu và đã có chỉ định truyền máu. Như vậy hemoglobin mà trên 9 là mình sẽ bắt đầu truyền máu nha. Hay nói cách khác là mình luôn duy trì cái ngưỡng hemoglobin thấp nhất của bệnh nhân thalassemia thể nặng là trên 9 gram trên decilit nha. À, cái bệnh nhân ngoài cái giai đoạn truyền máu là phải trên 9 gram trên decilit, lúc đó là cần phải truyền máu rồi đó. À, sau khi mình truyền máu thì phải truyền cho nó trên khoảng 11 chứ. Như vậy thì thật sự ở thực tế nó đặt ra một cái gánh nặng cho ngân hàng máu là không có đủ máu để truyền, và hơn nữa gánh nặng chi phí cho bệnh nhân cũng không có tiền, cho dù có bảo hiểm bệnh nhân phải cùng chi trả thì chi phí nó lên rất là cao. Do đó thật sự thì cái điều này cũng khó thực hiện tại Việt Nam với một cái ngưỡng cao như vậy. Và số lượng đơn vị máu thì tùy thôi, tùy theo là mức độ giảm như thế nào. Thì thật ra nếu mình làm được cái việc là mỗi lần vào viện bệnh nhân chỉ truyền một đơn vị máu thôi, có nghĩa là mình đang kiểm soát cái hemoglobin rất là tốt thì nó sẽ tốt hơn nha. Và khoảng cách giữa hai lần truyền máu ở trong thể nặng là khoảng từ 2 đến 4 tuần, cái đó là tùy bệnh nhân nha. Và ở đây người ta lý giải tại sao mình lại để một cái mức hemoglobin, một cái ngưỡng hemoglobin cao như vậy trong thalassemia thể nặng. Thì lúc nãy trong cái sơ đồ thì các bạn có thấy là nếu như mô thiếu oxy thì mô thận cũng sẽ thiếu oxy và nó sẽ tăng tiết erythropoietin, và khi tăng tiết erythropoietin thì nó sẽ gây ra là kích thích tăng tạo hồng cầu. Như vậy thì lúc đó nó kích thích tăng tạo hồng cầu, như vậy thì nó sẽ kích thích hấp thu sắt tại ruột, do đó tăng cái lượng sắt được hấp thu lên. Do đó nếu như mình ức chế nó, mình đừng có để cho bệnh nhân thiếu oxy mô nhiều quá,
thì như vậy nó sẽ không có kích thích tủy xương, nó sẽ giảm kích thích tủy xương, tăng tạo hồng cầu. Thì cái thứ nhất, người ta muốn đưa cái mức hemoglobin cao như thế này là để bệnh nhân tham gia vào cộng đồng, bệnh nhân có thể có những cái sinh hoạt bình thường trong cộng đồng, phát triển một cách bình thường nha, hoạt động thể chất một cách bình thường. Như vậy thì phải giữ một mức hemoglobin cao mới được chứ. Và khi cái mức hemoglobin nó cao như vậy, điều đó có nghĩa là mô cũng không có thiếu oxy nhiều. Và khi mô không thiếu oxy nhiều thì nó cũng sẽ không kích thích tạo máu nhiều. Và không kích thích tạo máu nhiều thì cũng không có tăng hấp thu sắt nhiều. Mà không hấp thu sắt nhiều thì nó sẽ giảm mức giảm quá tải sắt. Rồi khi mà nó có hemoglobin cao như vậy thì nó cũng không kích thích các cơ quan tạo máu ngoài tủy xương, tăng tạo máu. Như vậy thì nó cũng sẽ làm cho gan và lách giảm to đi. Do đó nó gây, nó với cái mức hemoglobin cao như thế này thì nó có một những cái hiệu quả rất là lớn. Cho đối với thể nặng thì người ta quyết định là cái mức hemoglobin cao như thế này. Và sau trong truyền máu thật ra mình cũng chỉ truyền nhóm máu và xác định hệ ABO, truyền máu xác định hệ ABO và RH và chỉ kháng nguyên D thôi. Khi mà để truyền máu cho nó hiệu quả hơn, để giảm cái kháng thể sau truyền máu, kháng thể kháng hồng cầu sau truyền máu đó, thì các bạn sẽ thấy là người ta có thể là truyền cái khối hồng cầu mà phù hợp nhiều hệ thống kháng nguyên phụ khác. Ví dụ ngoài hệ ABO và RH thì mình sẽ truyền khối hồng cầu của phù hợp cái hệ RH nè, những kháng nguyên khác như là C lớn, C nhỏ, A lớn, A nhỏ nè, hệ Ken nè, hệ Kit nè, hệ Duffy nè, MNSS nè. Thì người ta sẽ xác định cái phenotype này của bệnh nhân. Đồng thời người ta cũng sẽ xây dựng một cái ngân hàng máu phenotype. Ngân hàng máu phenotype có nghĩa là những cái người cho máu là những cái người mà cũng đã được xác định phenotype rồi. Và sau đó thì khi mà bệnh nhân cần thì người ta sẽ gọi nha. Hoặc là thậm chí là bệnh nhân đăng ký là tuần sau là con tôi sẽ vô truyền máu, và cái phenotype của nó thì bệnh viện đã lưu lại rồi. Vì vậy cho nên là họ sẽ liên hệ với lại người cho máu, những người cho máu mà có cùng phenotype như vậy ha, để cho máu cho cái bệnh nhân này nha. Như vậy khi truyền cùng nhóm như vậy á, cùng nhóm nhiều cái nhóm máu vậy thì nguy cơ xuất hiện kháng thể nó sẽ thấp đi nha. Rồi như vậy thì với những tiêu chuẩn đó thì người ta lựa chọn chế phẩm máu với khối hồng cầu giảm bạch cầu để nó giảm bớt cái biến chứng ha. Bởi vì khi mà nó bạch cầu chính là thành phần gây ra nhiều cái tai biến nhất nha các bạn. Tai biến không do miễn dịch đó. Với một số trường hợp bệnh nhân đặc biệt thì mình sẽ sử dụng hồng cầu rửa hay là hồng cầu đông lạnh, thì những trường hợp này nó có chỉ định. Và các bạn xem lại cái bài chế phẩm máu năm ngoái mình học ha. Rồi đó là đối với thalassemia thể nặng thì vấn đề truyền máu sẽ như vậy ha. Còn đối với lại thalassemia thể trung gian thì như thế nào? Thì đối với thalassemia thể trung gian thì không có một cái phác đồ cho bệnh nhân truyền máu cho bệnh nhân thalassemia thể trung gian, bởi vì nó rất là rộng. Có những bệnh nhân thalassemia thể trung gian không hề có thiếu máu hoặc thiếu máu rất ít, nhưng mà ngược lại có những bệnh nhân thalassemia thể trung gian thiếu máu khá là nặng ha. Do đó thì tùy từng tình trạng bệnh nhân trên lâm sàng, nếu như bệnh nhân thalassemia thể trung gian nhưng lại có biểu hiện lâm sàng rất là sớm và nặng thì mình sẽ truyền máu giống như chế độ của nặng, có nghĩa là nó phụ thuộc vào truyền máu. Còn nếu như mà nó nằm giữa giữa, có nghĩa là thỉnh thoảng bệnh nhân cần truyền máu, vài năm mới cần truyền máu, vài tháng mới cần truyền máu, thì lúc đó thật ra mình chỉ cần truyền theo nhu cầu của bệnh nhân thôi. Cái bệnh nhân làm nghề gì và cái mức hemoglobin nó đủ cho bệnh nhân sinh hoạt bình thường, tham gia vào cộng đồng vân vân, thì mình sẽ giữ mức hemoglobin đó, mà nó không có một mức chung cho tất cả các bệnh nhân. Đây, đó là cái điều trị thứ nhất trong thalassemia. Cái điều trị thứ hai đó là điều trị thải sắt. Thì điều trị thải sắt mình sẽ thấy, mình xem lại trước là cái cân bằng sắt. Mỗi ngày thì có khoảng từ 1 đến 2 mg sắt được hấp thu vào. Từ thức ăn thì nó hấp thu khoảng 10-15%. Như vậy thì nó có khoảng 1 đến 2 mg sắt được hấp thu mỗi ngày từ chế độ ăn ha. Và tương ứng với nó, mình thấy mũi tên màu vàng thì mỗi ngày có khoảng 1 đến 2 mg sắt bị mất đi qua đường phân nè, nước tiểu nè, mồ hôi nè. Và như vậy thì bình thường nó như thế này. Và cơ thể không có một cơ chế nào khác để loại trừ thêm cái sắt dư thừa hết. Nếu mà thừa sắt thì nó không bỏ được, không, nó cũng chỉ loại 1-2 mg mỗi ngày thôi. Do đó nếu như sắt được đưa vào càng nhiều thì nó sẽ được tích
tụ ở trong cơ thể, và bạn thấy bệnh nhân này đang thui thùi lùi luôn không? Sắt quá nhiều trong tất cả các mô, quá là nhiều trong cả các mô luôn ha. Quá tải sắt ha. Và bởi vì là ngoài cái sắt đưa vào bình thường thế này, mình lại truyền máu cho bệnh nhân, thì mỗi lần truyền máu là có một lượng sắt được đưa vào, do đó nhưng mà lấy ra thì không lấy được, do đó là nó sẽ tăng sắt. Rồi, như vậy thì mục tiêu điều trị của thải sắt là gì? Thải sắt mục đích là để cân bằng giữa hấp thu và bài tiết sắt. Vì bình thường thì bệnh nhân có một sự cân bằng, đó là hấp thu 1-2mg, đào thải 1-2mg. Nhưng bây giờ đối với bệnh nhân thoái sơ mi, bệnh nhân phải truyền máu vào cho nên hấp thu nhiều hơn. Thì cho nên bài tiết sắt, để cân bằng được giữa hấp thu và bài tiết sắt thì người ta phải là dùng cái gì đó để người ta lấy sắt ra. Đó chính là thuốc thải sắt. Rồi, cái mục tiêu thứ hai đó là khử độc các dạng sắt độc hại. Như vậy thì thải sắt nhằm để loại bỏ luôn các dạng sắt độc hại luôn, sắt tự do độc hại ha. Và cái thứ ba đó là duy trì nồng độ sắt trong mô ở mức an toàn. Như vậy thì khi mà sắt ở trong máu nó không có nhiều thì nó cũng sẽ không lắng động trong mô nhiều, do đó sẽ duy trì được nồng độ sắt trong mô ở mức an toàn. Như vậy thì mục tiêu điều trị thải sắt nó sẽ có ba cái mục tiêu nha. Về thời điểm bắt đầu thải sắt thì theo guideline của Liên đoàn Thoái sơ mi Thế giới thì bây giờ là người ta cập nhật đến năm 2021, năm 2 gì rồi, 2021 ha. Thì thải sắt khi bệnh nhân có một trong hai yếu tố sau, thật ra nó cũng không thay đổi. Đó là gì? Thứ nhất là tình trạng truyền máu của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân truyền khoảng từ 10 đến 20 đơn vị thì mình cũng sẽ có chỉ định thải sắt được rồi. Hoặc là mình sẽ định lượng ferritin huyết thanh, và nếu ferritin huyết thanh trên 1000 nanogram trên ml thì mình sẽ chỉ định thải sắt. Thật ra thì hai cái này cái nào có trước thì người ta sẽ chỉ định. Tuy nhiên là bây giờ thì việc mà định lượng ferritin huyết thanh thì cũng không phải là một cái xét nghiệm khó khăn nữa. Do đó thì người ta sẽ sử dụng vào cái xét nghiệm ferritin huyết thanh này để quyết định thải sắt. Có nghĩa là trên 1000 nanogram trên ml. Về thuốc điều trị thải sắt thì hiện tại trên thị trường có 3 loại thuốc thải sắt. Đó là DFO, DFP và DFX. DFO tên của nó là deferrosamine hoặc là desferrosamine. Đây là một cái loại thuốc thải sắt đầu tiên được tổng hợp nên. Và loại thuốc này được sản xuất ra bởi công ty Novartis, công ty dược phẩm Novartis. Thì khi Novartis sản xuất ra thì họ độc quyền. Và biệt dược của nó là Desferan. Và đóng gói là 500mg một lọ. Đây là thuốc thải sắt đường truyền. Đường truyền. Và ký hiệu là DFO. Như vậy thì đây là thuốc thải sắt đầu tiên được tìm ra và được sản xuất độc quyền bởi hãng dược Novartis. Với cái đóng gói của nó là 500mg và một lọ bột và có dung dịch pha tiêm. Rồi, cái loại thuốc thải sắt thứ hai sau nhiều năm người ta mới tổng hợp nên, đó là deferiprone, tên gốc của nó ha, và được ký hiệu là DFP. Cái deferiprone lần đầu tiên được tổng hợp ra bởi một công ty dược phẩm Ấn Độ và tên của nó là Canfe ha. Và do Ấn Độ sản xuất cho nên họ không có độc quyền. Và bởi vì họ không độc quyền cho nên sau khi có loại thuốc sản xuất này có rất là nhiều hãng nhảy vào sản xuất. Và thật sự bây giờ thì cái deferiprone này nó có rất là nhiều cái biệt dược khác nhau. Cái nhóm thuốc thứ ba là deferasirop. Deferasirop được ký hiệu là DFX. Thì deferasirop cũng là một loại thuốc được sản xuất bởi hãng dược phẩm Novartis. Novartis ngày trước họ sản xuất ra cái deferrosamine. Nhưng mà sau này thì khi mà họ sản xuất ra deferasirop thì họ đã giảm cái deferrosamine rồi, và bây giờ họ không còn sản xuất deferrosamine nữa mà chỉ còn sản xuất deferasirop thôi. Thì cái trong ba cái nhóm thuốc này thì deferrosamine là thuốc được sử dụng bằng đường truyền và truyền dưới da liên tục. Có nghĩa là họ sẽ truyền dưới da và thời gian tối thiểu là từ 8 đến 12 giờ trong một ngày. Như vậy thì chiếm hết là nửa ngày rồi ha. Chiếm hết nửa ngày là truyền rồi. Rồi, đó là deferrosamine. Như vậy thì thứ nhất là có thể truyền dưới da liên tục, mà thứ hai là có thể truyền tĩnh mạch. Tuy nhiên các bạn thấy là nếu mà cái việc mà sử dụng như vậy thì thật sự là cho bệnh nhân ngoại trú thì gặp rất là nhiều khó khăn. Truyền dưới da liên tục thì không thể đơn giản là treo một cái chai như vậy 8 tiếng thì không có truyền dưới da được, phải không ha? Vậy cho nên phải sử dụng bơm điện. Và do đó nếu bệnh nhân muốn sử dụng ở nhà hay ngoại trú, bệnh nhân phải có bơm điện ha. Nên nó khó rồi. Cái thứ hai là bệnh nhân có thể truyền tĩnh mạch.
Thì thật sự tuyền chỉnh mạch mình cũng có chuyển nhà nữa ha. À, cho nên đó là cái khó thứ hai nữa. Do đó là cái việc sử dụng deferoxamine thật sự cũng có rất là nhiều cái khó khăn trong việc sử dụng. Do đó bây giờ khi Novartis sản xuất ra deferoxirox là cái nhóm thuốc thứ ba này nè, thì họ họ dẹp, họ không sản xuất deferoxamine nữa ha. À, thì hai cái loại thuốc uống này thì nó ưu thế hơn là nó không có bị đau nè ha. À, rồi về chỉ định khi ferritin trên 1.000 nanogram trên ml thì mình sẽ cho thuốc thải sắt ha. Hoặc là truyền 20 đơn vị nha. Rồi đây là các loại thuốc đó bạn, deferoxamine biệt dược là Desferal của hãng Novartis ngày trước ha. Và ở đây thì mình sẽ thấy là khi mà bệnh nhi hay là các bệnh nhân mà dùng thải sắt ở nhà đó thì họ sẽ phải trang bị một cái máy bơm tự động, ống bơm tim tự động vậy nè ha, gắn vào họ pha thuốc xong rồi gắn vào. Đây là một cái bệnh nhi ha, nó tự xử luôn, nó tự truyền với da luôn, gắn kim truyền với da luôn ha. Đây là cái máy nha, máy truyền như bơm tự động. Rồi đây là cái lọ thuốc. Rồi nhóm thuốc thứ hai là deferiprone. Deferiprone được hãng dược phẩm Cipla sản xuất ra, Cipla à, Ấn Độ, và biệt dược của nó là Kemfer. Và cái việc sử dụng của nó sau khi nó xuất hiện thì khá là rộng rãi ha, khá là rộng rãi, và có nhiều trường hợp không có đúng chỉ định nữa. Rồi deferoxirox là nhóm thuốc thứ ba được sản xuất ra từ hãng Novartis, và biệt dược của nó là XJ ha, XJ, và hàm lượng hay là đóng gói của nó có thể là 125 mg, 250 hoặc là 500 mg nha. Thì cái viên thuốc này là viên gì, mình nhìn nó rất là giống viên nén, nhưng nó không phải là viên nén mà nó là dạng viên hòa tan. Viên hòa tan là gì các bạn, lấy nó không phải viên sủi luôn, là lấy viên này ra xong thả vào khoảng 100 ml nước lọc ha. À, như vậy thì nó sẽ tan ra từ từ, nó không phải là sủi lên nha. Rồi cái điểm thứ hai cần lưu ý nữa là khi các bạn cho bệnh nhân uống cái deferoxirox này á, thì ngoài cái việc hòa tan ra trước khi uống thì bệnh nhân còn phải sử dụng một cái muỗng nhựa để mà khuấy. Nếu như mình thấy nó không có đều mình khuấy thì mình phải sử dụng muỗng nhựa à, bởi vì đây là cái thuốc gắn sắt mà gắn kim loại mà à. Rồi đó là ba cái loại thuốc ha. Các bạn về xem thêm đó là cái gì, đó là liều sử dụng à, đó là đó là các cái độc tính của nó hay là tác dụng phụ của nó như thế nào nha. À, để mình biết ha, trước khi mình sử dụng thì mình sẽ phải hướng dẫn bệnh nhân tác dụng phụ gì. À, ở đây nói qua luôn ha, Kemfer đối với lại deferoxamine hay Desferal, bệnh nhân sẽ có tác dụng phụ trên tai và mắt nha, tai và mắt. Do đó hàng năm á, thì khi sử dụng cái này người ta sẽ kiểm tra thính lực, ha, thị lực thị trường nha. Rồi cái nhóm thuốc thứ hai đó là deferiprone, đó là thuốc đường uống. À, viên nang như thế này là thuốc đường uống. Như vậy cái thuốc này á, thì liều của nó khoảng tầm liều của nó là từ 75 đến 100 mg cho 1 kg cân nặng và chia làm 3 lần uống. So với lại cái thuốc deferoxirox này thì deferiprone nhược điểm hơn, bởi vì nó uống tới 3 lần là bệnh nhân dễ quên. Còn deferoxirox ngày uống 1 lần tiện cho bệnh nhân để uống ha. À, rồi deferoxirox, deferoxamine là thuốc sử dụng đường tiêm và phải tiêm trong một thời gian dài từ 8-12 tiếng. Lý do thì các bạn sẽ thấy là bởi vì là thời gian bắn hủy nó quá ngắn đi, nó có 20 phút mà, cho nên nếu mình tuyên cái ào vô hết nó hủy là hết ha. Do đó người ta phải tiêm duy trì nó dài vậy ha. Rồi deferiprone thì tác dụng phụ của nó, tác dụng phụ đáng sợ nhất của nó là sẽ gây ra giảm bạch cầu hạt. Do đó trong thời gian đầu sử dụng deferiprone thì người ta yêu cầu là mỗi tuần xét nghiệm lại 1 lần, xét nghiệm công thức máu lại 1 lần. Nhưng sau đó thì khi nó ổn rồi thì mình sẽ giãn ra, nhưng mà vẫn nhớ là phải dặn bệnh nhân các biểu hiện của nhiễm trùng bởi vì nó gây giảm bạch cầu hạt nha. Cái điểm, cái loại thuốc thứ ba đó là deferoxirox. Thì deferoxirox như đã nói là viên hòa tan ha. Và cái biến chứng của nó thì ít nha, tuy nhiên nó cũng có thể gây ra một số biến chứng tiêu hóa, biến chứng trên gan nha. Cái này các bạn rồi và nhớ cái điểm đặc biệt khi mình cho bệnh nhân uống thuốc đây nha, đây là viên hòa tan, cho nước xong cho nó tan ra và khuấy bằng cái muỗng nhựa ha.
Rồi các bạn về xem đặc điểm của các loại thuốc này nha. Rồi khi mà điều trị đó, sử dụng các loại thuốc này thì các bạn xem thêm các đặc điểm này trong bài ha. Mình sẽ thấy là đối với cả ba loại thuốc này á, thì thật ra thì người ta cũng có bằng chứng là việc sử dụng nó an toàn trong thai kỳ. Nhưng mà trong số ba loại này thì deferoxamine là thuốc có thể được khuyến cáo là trong trường hợp mà thai phụ cần phải thải sắt ha, thì có thể sử dụng deferoxamine, tuy nhiên là trong tam cá biệt thứ ba nha. Rồi còn hai loại kia thì mình không sử dụng nha, và nó có lứa tuổi đầu tiên để sử dụng nó, ví dụ như là deferibron thì người ta sử dụng là từ 6 tuổi trở lên. Tuy nhiên thực tế lâm sàng thì mình thấy là bởi vì là mình không có thuốc chích để xài nha. Rồi thuốc chích khó xài khi về nhà thì chỉ còn hai loại thuốc uống thôi, thì trong đó deferibron uống tới 3 lần ha. Trên 6 tuổi mới xài được. Deferaxirox thì từ 2 tuổi là xài được rồi. Tuy nhiên cái nhược điểm lớn nhất của deferaxirox đó là gì? Đó là giá thành của nó rất là đắt. Một viên mà 250 mg, giá của nó là 200.000 viên. Do đó việc sử dụng của nó rất là hạn chế. Rồi. Rồi phần tiếp theo đó là quyết định cắt lách, chỉ định cắt lách. Mình sẽ thấy là cắt lách có ba cái chỉ định, không phải là cứ bệnh nhân lách to trong tá sơ mi là mình sẽ cắt lách, không phải như bạn, nhưng mà nó phải có chỉ định. Thứ nhất là lách quá to gây khó chịu và cản trở hoạt động thường ngày và nguy cơ vỡ lách, thì lúc này mình mới xem xét là cắt lách. Chỉ định thứ hai mình thường gặp đây, đó là tăng nhu cầu truyền máu. Thì tăng nhu cầu truyền máu là như thế nào? Là lượng máu truyền tăng 1,5 lần hoặc là nhiều hơn 200 ml trên 1 kg trên 1 năm. Như vậy thì để tính được cái này thì các bạn phải biết là tiền sử là trong một năm qua thì cái truyền máu của bệnh nhân như thế nào. Hả? Trong năm qua thì cái tiền sử của bệnh nhân như thế nào để mà mình quyết định. Để mà mình xem là mình tính ra xem là mỗi một năm qua thì 1 kg cân nặng của bệnh nhân thì bệnh nhân có phải nhận từ 200 ml máu trở lên không, và nếu như vậy thì mình sẽ phải xem xét đến việc cắt lách nha. Bởi vì nếu mà truyền như thế này là nhu cầu truyền máu rất là cao rồi, do đó có nghĩa là lách nó đã tăng chức năng ha, cho nên cần phải cắt lách. Và cái thứ ba là bệnh nhân có triệu chứng của cường lách. Triệu chứng cường lách là giảm ba dòng tế bào máu và có thể biểu hiện lâm sàng là nhiễm trùng tế đi tế lại nè, xuất huyết nè. Rồi như vậy thì beta thalassemia thể nặng thì điều trị chủ yếu là truyền máu và thải sắt định kỳ nha. Và khi truyền máu và thải sắt hay khi truyền máu vậy thì nó sẽ gây ra cái biến chứng, biến chứng là ứ sắt hay quá thải sắt là phải thải sắt. Ngoài ra ngoài biến chứng quá thải sắt thì còn rất nhiều biến chứng khác của truyền máu cần phải theo dõi và để phát hiện và điều trị ha. Như vậy thì nếu như một bệnh nhân thalassemia thể nặng được sinh ra thì thật ra nó tạo ra một cái gánh nặng rất là lớn, bởi vì khi truyền máu nè rồi thải sắt là chi phí rất là cao. Hơn nữa thì cái việc mà cứ đưa bệnh nhân từ 2 tuần 4 tuần mà đưa bệnh nhân vào viện rồi ra viện như vậy, thật sự thì khoảng thời gian còn lại không làm gì được hết ha. Cho nên gia đình sẽ có một cái gánh nặng rất là lớn. Do đó vấn đề của bệnh lý thalassemia đó là gì? Đó là ngăn chặn sinh ra thể bệnh nặng là cái điều quan trọng nhất ha. Như vậy mình làm sao để cái thể bệnh nặng nó không có sinh ra ha, đó mới là vấn đề quan trọng. Như vậy thì các bạn xem cái sơ đồ này, cái hình thứ nhất bên tay trái đó là một cái gia đình trên tạp chí The Nature ha. Thì mình sẽ thấy là các cái đứa con sinh ra trong gia đình bốn đứa ha, thì có ba đứa thể nặng thế này ha. Và ở đây thì trên cái hình bên phải là mình có sơ đồ các cái gia đình. Cái gia đình mà ở bên góc bên phải, góc dưới bên phải đó là cái gia đình mà có những bệnh nhân thalassemia kết hôn với nhau, thể nặng kết hôn với nhau ha. Thì chuyện này là chuyện không có thật ha. Bệnh thalassemia kết hôn với nhau xong rồi đẻ đóng con vậy là không có thật ha. Cái thứ hai, cái gia đình bên trái, góc dưới bên trái thì bệnh nhân thalassemia kết hôn một người mang gen thalassemia, thật ra cái này cũng rất khó ha, để mà có con nha. Cái điểm tiếp theo nữa đó là cái gia đình ở trên góc trên bên phải, đây là tình trạng thường gặp nhất trên lâm sàng. Đó là mình sẽ quay lại là thường là mình sẽ chẩn đoán một bệnh nhi thalassemia thể nặng, mà quay lại thì mình mới phát hiện là cha và mẹ nó đều mang gen nè. Như vậy thì vấn đề đặt ra là mình làm sao đó để mình phát hiện được hai cái người này nè
trước khi họ kết hôn, trước khi họ kết hôn, chứ không phải đợi để sinh ra một cái sản phẩm là bệnh lý thalassemia nặng vậy rồi lúc đó mình mới quay ngược trở lại thì đâu có làm gì được nữa đâu ha. Thì lúc này chỉ còn là tốn tiền cho cái đứa trẻ này điều trị nè, xong rồi chờ nó chết đúng không ha? Chờ nó tử vong thôi, bởi vì nó cũng sẽ chết sớm do rất là nhiều biến chứng mà ha. Như vậy thì làm sao để phát hiện ra trước khi họ kết hôn, và khi đó thì mình sẽ tư vấn cho họ là kết hôn với một người không mang gen. Như vậy thì khi họ kết hôn với người không mang gen thì cái tần suất mà sinh ra, cái nguy cơ mà sinh ra trẻ mà thể nặng sẽ không có nha. Và dần dần thì có thể giảm tỷ lệ mang gen trong cộng đồng bằng cách này nha. Như vậy thì để sàng lọc thì những thể nào mà mình cần phải sàng lọc nha, những thể nào rất là nặng. Như vậy thì người ta thống kê thể nặng, thứ nhất alpha thalassemia thể nặng là thể phù nhau thai nè, và thể này á, thì mình sẽ kiểu gen là mất 4 gen và tử vong trong bào thai, gây thai chết luôn. Đối với beta thalassemia thể nặng thì kiểu gen là beta 0 hoặc là beta 0 beta cộng tùy theo kiểu đột biến và bệnh nhân trên lâm sàng sẽ phụ thuộc vào truyền máu ha. Và thể phối hợp là HBE beta thalassemia, nếu như beta 0 beta e thì bệnh nhân sẽ nặng, beta cộng beta e thì tùy ha. Và những trường hợp này là thể nặng. Như vậy thì mình sẽ thấy là nếu như alpha thalassemia thể nặng cần phải được ngăn chặn, thì như vậy thì có nghĩa là mình làm sao để tìm được những trường hợp mà kết hợp với nhau ra alpha nặng, đó chính là trường hợp alpha thể nhẹ ha. Như vậy thì đối với alpha thì alpha thể nhẹ là trường hợp cần phải sàng lọc ra ha, cần phải sàng lọc ra. Mà đặc điểm alpha nhẹ thì hồi nãy không biết các bạn còn nhớ không, đó là không có biểu hiện lâm sàng mà chỉ có thay đổi trên chỉ số MCV MCH thôi, cho nên chỉ số MCV MCH trên lâm sàng cực kỳ quan trọng ha. Rồi beta thalassemia thì đối với beta thalassemia thể nặng thì kiểu ra nó thể là beta 0 beta 0 beta 0 beta cộng hoặc là beta cộng ha. Và như vậy thì để ngăn chặn những thể này thì mình sẽ phải phát hiện ra được beta 0 và beta cộng. Thật ra hai trường hợp này chính là beta thalassemia thể nhẹ ha, do đó cần phát hiện ra beta thể nhẹ nè. Rồi trường hợp thứ ba, cái thể nặng thứ ba đó là bệnh lý HBE có phối hợp với beta thalassemia, thì lúc này là mình sẽ cần phải chẩn đoán được beta 0 nè, chẩn đoán là beta cộng nè, chẩn đoán là HBE nè ha, để mà tư vấn họ không có kết hôn với nhau nha. Và thật ra thì cái viện tư vấn này cực kỳ khó nha các bạn. Như vậy tóm lại thì các thể cần phải sàng lọc đó là gì? Alpha thalassemia thể nhẹ, beta 0, beta cộng hay là alpha gì, beta dị hợp tử và HBE dị hợp tử ha. Rồi. Như vậy thì để sàng lọc được những cái đối tượng mà mình vừa mới móc ra đó, mình vừa mới lọc ra đó, thì như vậy thứ nhất là mình có thể sàng lọc người mang gen, có nghĩa là mình sẽ tổ chức khảo sát trong cộng đồng hay trong một đối tượng nào đó ha, hoặc là khi họ đi khám sức khỏe ha, họ chưa có là người bệnh ha, thì mình sẽ sàng lọc người mang gen. Hoặc là nếu không thì trước khi họ kết hôn thì họ sẽ tư vấn di truyền trước hôn nhân. Tuy nhiên vấn đề này ở Việt Nam thì nó không có phổ biến nha bạn ha. Và thường gặp nhất thì mình thấy là người ta chẩn đoán trước sinh thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là giỏi lắm rồi, tới đây khi họ kết hôn với nhau rồi, họ có thai rồi, thế họ mới đi khám thai định kỳ, khám thai mới phát hiện ra cả hai vợ chồng đều không còn nhỏ nhược sắc và chẩn đoán trước sinh. Thì như vậy lúc này thì mình chỉ còn có thể giải quyết bằng cách là mình sẽ chẩn đoán xem cái thai nó có mang gen hay không, gen nặng hay không. Và nếu như mình phát hiện ra gen nặng thì mình chỉ định là đình chỉ thai kỳ. Tuy nhiên lúc này thì hậu quả của nó lớn rồi, nha. Bởi vì khi mình muốn chọc hút để mà mình xác định đột biến gen ở trong thai á, thì cái thai đó phải 16, 17 tuần. Và như vậy thì lúc này mình cũng không làm gì khác được ngoài là cho sinh ra thôi, ha. Rồi. Đây là hình ảnh mà các bạn thấy là một gia đình, cái cô này có hai đứa con gái đầu tiên thì đều là beta thalassemia thể nặng. Thì sau đó là nhờ chẩn đoán trước sinh thì cái cô con gái thứ ba thì là một đứa bé khỏe mạnh ha. Rồi. Như vậy thì hên quá, tới đây nó kêu fork quiz. Tới đây là bài của mình hết à. À, các bạn có hỏi gì không? Học online này chán, không có tương tác gì được cho nên rất là chán. Bất đắc dĩ mình mới học online. Đây có ai có câu hỏi gì không? Cô có lịch ngày mai sao?
Sao mà im lặng như tờ vậy hả? Bây giờ ngủ hết rồi hả? Cô coi xem cái lịch đấy. Ngày mai ngày 16. Rồi, ngày mai 16 học bình thường. Lớp IMN học bệnh bạch cầu nha. Đúng rồi, 4 răng dược. Ok. Đây. Nói đi, nói đi. Rồi sao nữa? Nay học luôn được không? À, không, ý cô đang nói là học chung á. Học chung á thì tìm giảng đường lớn hơn, trực tiếp á. Thì lớp mai mình ở với QR thôi. TV có lịch học chưa? Dạ TV học rồi cô. Mà cô không dạy chưa? Dạ ba bài của cô TV học hết rồi cô. Ồ hên quá. Rồi xong vậy kết thúc TV. Vậy QR ngày mai học được tiết 7-8 không? QR đâu rồi? Được hả? Được vậy. Được không? Được. Nếu vậy thì hai lớp là sĩ số bao nhiêu? Mượn giảng đường mới được. Bốn lớp chứ, cô nhầm. Bốn lớp phải học ở ấy hả? Học ở y tế công cộng hả? Thì đúng rồi, nhưng mà phải mượn được mới được. Cô hỏi điều dưỡng được không? Đủ không? Một là điều dưỡng không? Hai là y tế công cộng không? Ba là không được. Năm y tế được. Năm y tế, mười y tế được phải không? Nhưng mà rồi, chỉ có bốn ngôi trường đó ha. Rồi rồi, để cô hỏi, cô mượn cho. Rồi có gì cô báo nha. Ok, chờ giải quyết cho nó xong. Còn bài thiếu máu thiếu sắt nữa đó. Ok, rồi, bye bye mấy đứa. Dạ, lớp em cảm ơn cô. Bye bye, ngủ ngon.